Suất cơm bụi hảo hạng. Đồ ăn của cậu đây, ăn ngon miệng nha. Em nhìn gì thế? Có cậu thanh niên kia lạ lắm mình à. Cậu ấy cứ đi đi lại lại trước quán cơm nhà mình từ chập tối đến giờ, thi thoảng lại nhìn vào quán nữa. Em để ý cậu ấy cứ như thế suốt 3 ngày nay rồi đấy. Cậu ta không phải là người xấu đang theo dõi chúng ta đấy chứ? Trông cậu ta mảnh khảnh thế kia, nhìn dáng dấp thì biết là sinh viên rồi. Sinh viên không lo học hành lại ngày ngày rình rập trước cửa nhà ta làm gì? Thật khó hiểu. Nơm cậu ấy có vẻ thật thà, chắc cũng không phải người xấu đâu. Mình cứ kể cậu ta đi. Xin lỗi cô chú, cô chú có thể cho cháu một bát cơm trắng được không ạ? Được chứ chàng trai, cháu ăn cơm với món gì nào? Dạ, cháu chỉ cần một bát cơm thôi ạ. À, cô chú cho cháu một bát cơm là được ạ? À, bác biết rồi, nhưng cơm thì phải ăn với đồ ăn chứ. Cháu muốn ăn món gì? Nhà bác có nhiều món ăn kèm lắm. Dạ, cháu ăn một bát cơm thôi là đủ ạ. À, cháu không ăn thêm gì cả. Hả? Được rồi, cháu chờ một lát nha. Cơm canh của cháu đây. Cháu không gọi canh ạ? À, canh là miễn phí, kèm theo mỗi phần cơm. Cháu cảm ơn ạ. À, cháu ăn đi, nếu còn chưa no thì bác sẽ lấy thêm cơm cho cháu. Dạ không cần đâu ạ, cháu ăn thế này là đủ rồi. Sao mà đủ được chứ, thanh niên sức dài vai rộng đang tuổi ăn như cháu phải ăn gấp mấy lần thế này ấy chứ. Cơm canh nhà bác còn nhiều, cũng không để qua ngày được. Nếu cháu còn chưa no cứ nói bác sẽ lấy thêm cho, không mất thêm tiền đâu. Cô chú cho cháu gửi tiền suất cơm với ạ? À, của cháu hết 2 đồng. Cháu muốn mua thêm một bát cơm nữa được chứ ạ? À, cháu vẫn chưa no sao? Dạ, cháu muốn mua để trưa mai mang tới trường. Được, vậy chú sẽ cho vào hộp giúp cháu. Dạ, cháu cảm ơn chú. À, chú cho cháu thêm một chút nước canh được chứ ạ? À, tất nhiên rồi. Trời ạ, sao cô chú ấy lại cho mình thêm nhiều thịt thế này? Chắc là cô chú thương mình là sinh viên nghèo. Cũng phải, làm gì có ai là chỉ ăn cơm trắng với chút nước canh chứ. Cô chú ấy đã âm thầm cho thêm mình thế này, thật là ngại quá. Mình phải trả lại tiền suất ăn này cho họ. Là cháu đấy ư? Cháu có chuyện muốn nói ạ? Hộp cơm hôm qua cô chú bán cho cháu, phía bên dưới được xếp đầy thịt kho. Ăn gần hết suất cơm cháu mới phát hiện. Cháu thật sự cảm ơn tấm lòng của cô chú. Không có gì đâu chàng trai. Nhưng mà cô chú cho cháu gửi thêm tiền cho hộp cơm đó ạ? À, ta biết hoàn cảnh của cháu chắc hẳn không dư giả gì, nhưng nếu cứ ăn cơm trắng như vậy thì làm sao đủ sức để học được. Chàng trai à, đời người ai cũng có thể gặp phải lúc khó khăn. Nhà cô chú không dư giả gì, một suất đồ ăn thì không đến nỗi thiếu. Cô và chú rất vui nếu có thể san sẻ một phần cho cháu. Đó chính là niềm vui khi cô chú mở quán. Cháu cảm ơn cô chú. Hai cô chú thật tốt bụng. Sao anh không để thịt lên trên phần cơm mà cứ vùi xuống dưới cho cậu ấy thế? Nếu như cậu ấy nhìn thấy miếng thịt ngay lúc đầu, cậu ấy sẽ cho rằng chúng ta đang thương hại cậu ấy. Hành động của chúng ta vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy. Tôi muốn bảo vệ bản ngã của cậu học sinh lễ phép này. Như đã đưa tin, chính quyền thành phố đã có quyết định sẽ giải tỏa mặt bằng các quán ăn trước cổng trường đại học Sanoka trong vòng một tuần nữa. Vậy là chúng ta bắt buộc phải rời đi rồi. Chúng ta đã gắn bó với cái quán ăn này gần 30 năm rồi. Từ giờ cả nhà mình biết trông đợi vào đâu đây? Bà đừng lo lắng, để tôi tìm nơi khác. Tìm được nơi có vị trí phù hợp mở quán ăn đâu có dễ. Nếu có thì tiền mặt bằng cũng sẽ rất đắt. Chúng ta lấy đâu ra tiền chứ? Nếu thật sự không thể tìm được địa điểm mở quán cơm, vậy thì tôi với bà sẽ tính làm nghề khác. Dù sao chúng ta cũng đã có tuổi, khó mà gắn bó với tiệm cơm mãi được.
Hơn nữa đời người gắn bó với nghề bán quán cơm, giờ làm nghề khác chúng ta biết làm gì đây? Sức khỏe của hai ta đã yếu rồi, cũng chẳng thể làm việc nặng nhọc. Thôi thì đến đâu hay đến đó, giờ chúng ta có lo lắng cũng chẳng làm được gì. Nhà nước đã muốn giải tỏa, chúng ta cũng đâu chống lại được. Xin lỗi hai bác, xin hỏi bác có phải là bác Sairo không ạ? Chính là tôi, cậu là... Dạ, cháu là phó giám đốc công ty Fuji. Giám đốc của công ty cháu bảo cháu tới đây đi gặp đối tác. Giám đốc của cháu muốn hợp tác với hai bác ạ. Hợp tác ư? Cậu có nhầm lẫn không? Dạ, giám đốc cháu sắp mở khu thực phẩm cho nhân viên trong công ty và các công ty khác trong cùng một tòa nhà. Vậy nên giám đốc cháu muốn mời hai bác tới quản lý quán ăn tự chọn ạ. Quản lý ư? Dạ phải ạ. Tất cả thiết bị và nguyên liệu nấu ăn đều do công ty chúng cháu chu cấp. Hai bác chỉ cần trông coi các đầu bếp phụ trách việc nấu ăn là được rồi. Lợi nhuận bên phía bác và công ty, mỗi bên là 50%. Nhưng giám đốc công ty Fuji là ai? Tôi không hề quen biết người đó. Phải đấy, chúng tôi không quen ai như vậy cả. Giám đốc của cháu đã từng ăn thử món ăn của hai bác. Anh ấy đặc biệt thích món thịt kho do bác nấu. Anh ấy mời hai bác ngày mai tới văn phòng công ty cháu gặp mặt ạ. Thưa giám đốc, tôi đã đưa hai bác tới đây rồi ạ. Chào cô chú, đã lâu rồi cháu mới gặp lại hai người. Cậu là... 15 năm trước, có một cậu sinh viên nghèo ngày ngày vào tối muộn đều tới quán cơm của cô chú, gọi một bát cơm trắng và một hộp cơm khác mang về. Và dù cô ấy chỉ gọi cơm trắng, nhưng lần nào chứa hộp cơm của cậu cũng được xếp đầy thức ăn. Cô chú còn nhớ chứ ạ? À? Cậu là Aoki. Dạ phải ạ. À? Trời ơi, Aoki, mới đó mà đã 15 năm rồi, bây giờ cháu đã thành đạt rồi. 15 năm qua, cháu đã luôn nỗ lực để có được thành quả như ngày hôm nay. Cháu chưa bao giờ quên ơn của cô chú năm đó đã giúp đỡ cho cháu. Nếu không có phần cơm trắng ngày hôm đó, thật sự sẽ không có cháu ngày hôm nay. Đó chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Giờ cháu thành đạt như vậy, vợ chồng cô chú cũng mừng cho cháu. Tuy giờ cháu đã thành đạt, nhưng cháu vẫn mong cô chú có thể giúp cháu một việc. Việc gì vậy? Cháu đã xem tin tức và biết được thành phố sẽ giải tỏa các hộ kinh doanh quanh khu vực trường đại học. Cô chú sẽ không thể mở quán ăn ở đó được nữa. Vậy nên từ giờ, cháu muốn cô chú giúp cháu quản lý quán ăn tự chọn trong căn tin mà cháu sắp mở. Cháu đã chuẩn bị tất cả trang thiết bị và thuê người làm. Cô chú chỉ cần hướng dẫn họ làm việc. Nếu cô chú thích thì vẫn có thể tự mình nấu những món sở trường. Cô chú đồng ý nhé. Nhưng chúng ta đã già rồi. Cô chú sợ sẽ làm hỏng việc của cháu. Không đâu ạ. Cô chú đã mở quán ăn nhiều năm, chắc chắn là có nhiều kinh nghiệm. Cháu tin cô chú sẽ giúp cho quán ăn này phát triển. Cháu luôn đặt niềm tin ở tấm lòng và cái tâm của cô chú dành cho những món ăn của mình. Hơn nữa, mấy năm nay cháu nhớ món ăn của cô chú lắm. Mong cô chú hãy đồng ý. Cháu tin là lần hợp tác này sẽ thành công tốt đẹp. Từ giờ cháu lại có thể ăn đồ ăn mà cô chú nấu rồi. Được, cô chú sẽ lại nấu những món trước kia cho cháu ăn. Chiếc cột bườm bị gãy. Một chuyến ra khơi thật tuyệt vời, biển cả hùng vĩ biết bao. Đang có bão lớn, mọi người mau vào vị trí và giữ chắc cột bườm. Nghiêm phong vũ, biển tinh thần. Trong biển đã đánh kỹ chân mình rồi. Cột bươm đã bị gãy rồi. Phải làm sao thưa thuyền trưởng? Chúng ta phải thay chiếc cột bươm khác thôi. Ôi, mọi người sẽ làm gì với tôi chứ? Đừng vứt tôi đi như một kẻ vô dụng. Tôi đã vẫy vùng bao năm trên biển lớn. Tôi có thể xin chiếc cột bươm này về được không ạ? Được, cậu có thể dùng nó tùy thích. Vậy là chú mày đã có một hình hài mới rồi nhé. Tuy không còn là người khổng lồ giông bườm ra khơi, nhưng chú mày vẫn có thể đạp sóng cùng với hai cha con ta. Một người hùng trên biển như tôi sao bây giờ lại thất thế đến như vậy? Chèo một chiếc thuyền thúng ư? Thật là buồn cười đấy. Thích quá cha ơi, mái chèo này đẹp quá. Hôm nay chắc sẽ
câu được nhiều mực lắm đây. Quá, mực đã cắn câu cha ơi. Cột buồm tôi đã chứng kiến hàng tấn cá tôm nhảy lách tách trên thân tàu. Sao cuộc đời tôi lại có ngày trượt dốc như thế này chứ? Cha ơi, hôm nay cha dạy con chèo thuyền nhé. Mái chèo nặng lắm đó con chèo nổi không? Được chứ cha. Ôi, nó có nhiều vết nứt quá con trai à. Con phải chờ ba làm một cái chèo mới rồi. Vậy là chiếc mái chèo này đã vô dụng và con chưa được học chèo thuyền hôm nay hả ba? Trời ơi, người hùng như tôi đã phải hạ mình làm một chiếc mái chèo tầm thường mà cũng không xong. Bây giờ tôi sẽ thế nào chứ? Họ sẽ làm gì với tôi bây giờ đây? Tôi đã vô dụng thế sao? Nếu như chúng ta chịu khó sáng tạo, sẽ chẳng có gì là vô dụng con trai à. Con có muốn có một chiếc thuyền gỗ không? Ba, ba sẽ lấy mái chèo này đẽo thành thuyền cho con hả ba? Thích quá, thích quá. Trời ơi, tôi sắp sửa trở thành thứ đồ chơi trẻ con sao? Sao cuộc đời của tôi càng lúc càng đen tối thế này? Quá, chiếc thuyền đẹp quá. Con cảm ơn ba. Con thích nó chứ? Con thích lắm. Ba thật là tài năng. Sao cái gì hỏng, ba cũng làm nó sống lại được vậy. Chỉ cần chúng ta hài lòng với cuộc sống và nghĩ rằng mình có ích, dù là một chiếc cột buồm, mái chèo hay chỉ là một con thuyền đồ chơi cũng đều có giá trị riêng con à. Toàn là lý thuyết suông, chẳng ai thích từ vĩ nhân lại trở thành tiểu nhân thế này cả. Ba ơi, con thuyền này chắc là nhớ biển lắm đây. Mình nhất định phải thoát khỏi chỗ này. Mình sẽ tìm về với biển để vùng vẫy trong sóng lớn. Tuyệt quá, cơ hội của mình đã tới rồi. Mình sắp được về với đại dương rồi. Không, ba ơi, con muốn chiếc thuyền của mình. Phải nhanh đi tránh bão thôi con, rồi cha sẽ làm cho con một chiếc thuyền khác. Khó thở quá. Ở dưới này khác hẳn khi mình còn là một cột buồm trên thân tàu. Ôi, gãy răng tôi rồi. Có ai cứu tôi, cứu tôi. Chẳng phải ngươi vẫn ao ước được vùng vẫy giữa đại dương sao? Chẳng phải ngươi vẫn chán nản với cuộc sống tầm thường của mình? Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ giống như khi tôi còn là một chiếc cột buồm to lớn. Những thứ đã qua không thể trở lại được nữa. Những gì ngươi không thể thay đổi thì nên bằng lòng với nó. Nhưng ngươi đã không như vậy. Vâng, đúng là tôi đã luôn than vãn, không hài lòng với cuộc sống. Giờ tôi đã hối hận, là một chiếc cột buồm thì tốt, là một cái mái chèo vẫn có ích, và là một chiếc thuyền đồ chơi cũng vẫn có thể mang tới niềm vui thơ bé. Đã quá muộn rồi, kẻ luôn không bằng lòng với cuộc sống sẽ phải trả giá cho những mong muốn hão huyền của mình. Không, tôi không muốn. Tôi đã từng là một chiếc cột buồm rất lớn. Cô bé phù thủy. Cô không phủ nhận khả năng làm phép của em. Em là một học sinh rất khá, nhưng em luôn sử dụng phép thuật để phô trương bắt nạt bạn bè. Cô đã nói rất nhiều lần rồi, sức mạnh phải được dùng để giúp đỡ người khác, chứ không phải để làm những việc vô nghĩa như vậy. Dạ, em xin lỗi. Em đã vi phạm nhiều lần rồi, lần này cô không thể bỏ qua như những lần trước được. Cô phạt em phải đi giúp đỡ một người bình thường và phải được người đó cảm ơn chân thành. Có như vậy mới được quay lại đây. Sao em phải đi giúp đỡ người bình thường? Đây là la bàn phù thủy sẽ chỉ đường cho em. Khi em gặp được người đó, chiếc la bàn sẽ phát sáng. Còn đây là chiếc bình biết ơn. Khi người đó cảm ơn em thật lòng, thì trong chiếc bình này sẽ xuất hiện một ngôi sao. Khi đó em có thể trở về. Thì ra người mình cần giúp là cậu bé này. Chào bạn. À, đừng sợ, mình là phù thủy. Mình được cử đến đây để giúp đỡ bạn. Hãy nói đi, bạn có vấn đề gì cần giải quyết, mình sẽ giúp cho bạn. Phù thủy,
không? Tôi không cần giúp gì cả. Bạn mau đi đi. Không đúng, là bạn đã phát sáng thì chứng tỏ là bạn cần giúp đỡ. Bạn cần giúp thì nói với mình nhanh lên. Phải giúp bạn xong thì mình mới về được. Tôi không cần ai giúp hết, bạn mau đi đi. Hay, muốn giúp người cũng không được nữa. Thật là rắc rối quá mà. Này, bọn mình đang thiếu một người. Cậu có muốn đi chơi đá bóng với bọn mình không? Mình không đi chơi đâu. Mình đã nói rồi mà, cậu rủ làm gì mất công. Cậu ta có bao giờ chơi đâu. Mà cậu ta chậm chạp như vậy thì có chơi cũng chỉ làm bọn mình bị thua thôi. Ừ ha, cậu nói cũng đúng. Ôi da. Cho đáng đời. Ủa, tắt mực rồi. Ôi, mình xin lỗi. Trời ơi, cái áo trắng mình mới mua, sao cậu làm gì cũng không cẩn thận hết thế? Đúng là xui xẻo mà. Ôi, chuyện gì xảy ra thế này? Mình xin lỗi bạn. Xin lỗi bạn. Chuyện gì xảy ra với mọi người thế không biết? Hình như cứ có ai động chạm đến cậu ấy là lại có hành động kỳ lạ. Tớ đã giúp bạn trừng trị những người bạn không hiểu chuyện kia. Có phải là bạn đang muốn cảm ơn tớ không? Bạn không giúp gì được cho tớ hết. Bạn chỉ gây thêm rắc rối thôi. Làm ơn hãy để tôi yên. Mình buồn quá. Dường như không có ai có thể hiểu được mình. Các bạn ở trường không một ai yêu quý mình. Thật ra mình rất muốn chơi với các bạn, nhưng mình lại sợ mọi người sẽ không thích mình, nên mình chỉ có thể trốn ra một góc an toàn nào đó mà thôi. Không biết đã bao nhiêu lần mình muốn nói ra, nhưng mình lại không đủ dũng cảm. À, thì ra là như vậy. Bạn ấy nhút nhát quá. Chỉ cần nói ra những gì mình suy nghĩ là được thôi mà. Mình biết làm sao để giúp bạn ấy đây. Lần đầu tiên mình thấy phép thuật lại không có tác dụng như vậy. Lại là bạn. Sao bạn cứ theo mình hoài vậy? Mình đã hiểu vấn đề của bạn rồi. Bạn chỉ đang lo lắng quá mức thôi. Bạn quá để ý đến việc mọi người sẽ nghĩ gì về mình. Càng lo lắng, bạn càng thu hẹp bản thân. Bạn chỉ muốn trốn trong một vỏ bọc an toàn, xa lánh mọi người. Nhưng thực chất, bạn lại khát khao được hòa đồng với các bạn. Ồ, bạn thì biết gì chứ? Chỉ cần bạn vượt qua nỗi sợ mơ hồ đó, dũng cảm nói ra suy nghĩ thật của mình, thì mọi người sẽ hiểu thôi mà. Bạn nói thì dễ lắm, bạn có ở trong hoàn cảnh của mình đâu. Người hơi một chút là làm phép theo ý của mình như bạn sẽ không hiểu được đâu. Thôi được rồi, mình có cách này. Một viên giúp bạn bạo dạn hơn, một viên sẽ đem lại may mắn cho bạn. Chỉ cần ăn viên kẹo này là bạn sẽ dũng cảm hơn rất nhiều. Và bạn yên tâm, cho dù có chuyện gì bạn vẫn sẽ gặp may mắn. Sẽ không ai phiền lòng vì những gì bạn làm và nói hết. Bạn phụ trách làm thiệp từ thiện bị ốm, phải nghỉ mất mấy ngày cơ. Chúng ta lại thiếu thêm một người nữa rồi. Hoạt động lần này rất quan trọng, ai cũng phải đảm nhiệm nhiều việc rồi, giờ lại thiếu đi một người, biết phải làm sao đây? Mình đã ăn kẹo rồi, mình có làm gì thì cũng sẽ gặp may mắn. Để mình làm cho. Vậy bạn hãy làm cùng mọi người nha. Hôm nay bạn đã làm rất tốt. Cảm ơn bạn, mình thấy vẫn chưa được tốt lắm. Bạn làm lần đầu mà được như vậy là tốt rồi. Từ nay hãy tham gia nhiều hoạt động hơn nữa nhé. Thật ra, mình rất muốn được tham gia nhiều hoạt động cùng các bạn. Nhưng vì mình nhút nhát và hay e sợ, mình sợ rằng các bạn sẽ không chấp nhận mình vì mình làm việc gì cũng kém cỏi hết. Mình rất hâm mộ bạn đấy. Bạn là một người bạn rất nhiệt tình, lại giỏi thể thao. Mình rất muốn được đá bóng cùng bạn, nhưng lại không dám. Bạn hâm mộ mình sao? Mình cũng rất quý mến và muốn học tập bạn, vì bạn học rất giỏi và hay giúp đỡ người khác. Thật như vậy hả? Và còn rất nhiều các bạn khác nữa. Mình chỉ muốn nói rằng thật ra mình rất yêu quý các bạn, nhưng mình lại e ngại vì dường như lúc nào mình cũng chỉ làm cho mọi người khó chịu thôi à.
Vậy ngày mai chúng ta sẽ cùng đá bóng nha. Sao cậu không nói sớm chứ? Ngày mai hãy chơi cùng với bọn mình nha. Bọn mình lúc nào cũng thiếu người hết. Cảm ơn cậu nha. Hai viên kẹo của cậu có tác dụng tốt thật đấy. Thật ra đó chỉ là hai viên kẹo bình thường thôi à. Chúng không có tác dụng gì đâu. Thật như thế sao? Nhưng rõ ràng hôm nay mình đã rất may mắn và mình đã bạo dạn hơn hẳn mọi khi mà. Đó là vì từ trước đến giờ bạn không dám tin rằng bản thân của mình sẽ làm được như vậy. Nhưng mà hôm nay bạn đã vượt qua được nỗi sợ hãi mơ hồ của chính mình. Và bạn thấy việc đó có kết quả tốt đẹp như thế nào rồi đó. Bạn có thể tự làm tốt mọi việc mà không cần đến phép thuật nào trợ giúp cả. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Nếu không có bạn, mình sẽ mãi mãi trốn trong lớp vỏ bọc an toàn và không dám nói lên những gì mình nghĩ. Không có gì đâu, mình cũng phải cảm ơn bạn. Nhờ bạn mà mình đã hiểu được không phải việc gì cũng có thể giải quyết bằng sức mạnh, mà cần phải có sự thấu hiểu nữa. Ồ, ngôi sao, mình đã làm được rồi. Cô hiệu trưởng nói đúng. Người có sức mạnh thật sự là người biết dùng năng lực của mình để làm những điều tốt đẹp. Tin ở phép màu. Mẹ ơi, ngày mai ở lớp con sẽ viết thư cho ông già Noel đấy mẹ. Vậy sao? Thế con định viết gì nào? Bí mật ạ. Để đúng bữa tiệc Giáng sinh, ông già Noel sẽ tới và phát quà cho tụi con. Phải ngủ sớm cho ngoan, ông già Noel mới tặng quà chứ. Cậu đã xin ông già Noel món quà gì đặc biệt sao? Mình xin một món quà nhỏ thôi. Xem cô nhóc tiếp theo thích gì nào. Bé Thi muốn một chiếc đĩa bay điều khiển từ xa màu xanh, có 4 cánh quạt. Bé Nhã Vi muốn một căn nhà búp bê có đủ giường, tủ, quần áo, gương lược và cả bếp nấu ăn. Bé Tú xin ông già Noel một bộ đồ trượt ba tin có kèm cả mũ đội đầu, đồ bảo hiểm khớp tay và đầu gối. Mẹ biết bí mật của con rồi con trai à. Kỳ quá trưởng bàn ơi, bé Gia Linh chỉ xin ông già Noel một cây viết mới. Sao Gia Linh lại khác các bạn vậy? Thưa cô, danh sách quà tặng các con muốn được nhận từ ông già Noel đã tổng hợp xong. Chúng tôi cũng đã gọi điện thông báo để phụ huynh mua quà cho con mình. Vâng, cảm ơn chị và ban phụ huynh. À, còn bố mẹ bé Gia Linh, chúng tôi vẫn chưa liên lạc được. Cô giáo có thể cho xin địa chỉ nhà của bé được không ạ? Chị chờ một chút. Làm ơn cho tôi hỏi. Vâng, chị cần gì? Dạ, tôi muốn gặp mẹ bé Gia Linh. Chị tìm tôi có việc gì sao? Tôi là Vân, trưởng ban phụ huynh lớp 2A. À vâng, bữa trước tôi bận quá, không đi họp được nên không biết chị. Mời chị vào trong. Không biết hôm nay chị tới đây là... À, dạ vâng, chả là Giáng sinh năm nay ban phụ huynh lớp 2 muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho các con. Mỗi bé sẽ được ông già Noel mang tặng một món quà, đúng như các bé mong ước và đã viết trong thư. Vâng. Ban phụ huynh chúng tôi đã liên lạc tới từng gia đình để thông báo cho bố mẹ biết món quà mà con mình muốn nhận. Mỗi gia đình sẽ gửi món quà này cho ban phụ huynh để ông già Noel mang tặng cho các con vào hôm Giáng sinh ạ. À, vâng. Thật là thú vị. Không biết Gia Linh nhà tôi đã viết gì thế?
Tôi đã tìm cách gọi điện cho chị nhưng mà không được, nên đi thẳng tới đây. Đây là bức thư con bé gửi cho ông già Noel. Con xin ông già Noel một cây bút mới. Con bé chỉ xin một cây bút mới sao? Mẹ Gia Linh, tôi thấy hơi lạ. Bình thường những đứa trẻ thích rất nhiều thứ. Con gái thì thích búp bê, quần áo. Con trai thì đồ chơi, siêu nhân. Tại sao Gia Linh chỉ thích một cây bút mới thôi? Tôi thấy cũng lạ. Cũng có thể con bé biết những món quà này không đến từ ông già Noel, mà do bố mẹ chuẩn bị. Con bé còn nhỏ tuổi như vậy. Ở tuổi đó, đứa trẻ nào cũng tin vào ông già Noel. Vậy tại sao con bé... Tôi cũng không biết. Nhưng chắc do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Từ bé tới giờ, tôi cũng ít để ý quan tâm được tới cháu. Nhớ lại mỗi dịp Giáng sinh, nhà hàng xóm đứa trẻ nào cũng được ông già Noel tới tặng quà. Còn nhà mình chẳng bao giờ thấy. Có thế, con bé cũng đoán ra. Chị này, có khi nào con bé tâm sự với chị về những ước mơ hay một thứ gì mà con ao ước có được không? Tôi cũng không rõ nữa. Tôi mãi lo làm, thấy con tự học hành lại được điểm cao. Có giấy khen mang về là tôi mừng lắm rồi, đâu có hỏi gì nó nữa. Chị cố nhớ lại xem, chắc phải có một thứ gì đó. À, như có lần xem trên TV, bé Gia Linh có nói... À, ông già Noel tới rồi. Ơi, ông già Noel mang nhiều quà tới quá. Mẫu đồ chơi xếp hình của cháu đâu ạ? Ông có mang đĩa bay đến chứ ạ? Các con đứng tản ra để ông già Noel phát quà cho từng người nhé. Bé Minh Anh đâu rồi? Bé Minh Tú đâu? Dạ đây ạ. Bạn Gia Linh đâu nhỉ? Nó rất đặc biệt đây. Yeah, đúng là bộ trượt patin mình thích. Cảm ơn ông già Noel. Kìa, cậu bóc quà đi chứ. Ủa, gì vậy Linh? Chào Gia Linh, con đã xin tặng một cây viết mà quên không nói con thích bút chì, bút bi, bút mực hay bút màu. Vì thế ông không thể mang bút tới tặng cho con được. Ông đành tặng cho con hộp nhạc này để thay thế nha. Ông mong là con sẽ thích nó. Ký tên ông già Noel. Mẹ ơi, con sợ mẹ tốn tiền mua quà để ông già Noel tặng con, nên con chỉ xin một cây viết. Thế mà ông già Noel lại biết là con thích hợp nhạc này. Sao hay vậy mẹ? Tại vì Gia Linh của mẹ ngoan, chăm học lại thương mẹ, nên ông già Noel thưởng cho con đó. Trên đời này còn rất nhiều phép màu mà con không biết được đâu. Chỉ cần con có niềm tin. Thật sao mẹ? Bản đăng ký bí mật. Cậu mua gì tặng mẹ chưa? Mua gì là sao? Nhân dịp gì? Cậu chả tâm lý gì cả. Hôm nay là ngày Valentine mà. Ngày Valentine là dành cho các cặp đôi mà. Chán cậu ghê, mẹ cậu sẽ buồn lắm đấy. Ừ nhỉ, tớ vô tâm quá. Từ hôm qua ba tớ đã rục rịch đặt nhà hàng này. Ba tớ còn đèo đi chọn váy cho mẹ nữa, hoành tráng luôn. Thôi tớ đi đây, ba đến rồi, còn qua đón mẹ. Nhanh lên con. Không biết mẹ đã về chưa nhỉ? Mẹ, con tặng mẹ nè. Sao tự nhiên con lại tặng hoa cho mẹ thế này? Thì hôm nay là ngày lễ tình yêu mà mẹ. Chà, mẹ quên là con trai của mẹ đã là thanh niên rồi đấy. Con biết đến ngày này nữa. Mẹ cảm ơn con nhé.
Chà, thơm quá. Hoa hồng con trai mua có khác, lại càng thơm hơn. Để mẹ đi cắm, bao giờ héo mẹ phải ép lại mới được. Mẹ, sao con? Dạ không ạ. Thôi con lên học bài đây. Mẹ ơi, mẹ có buồn không? Con chưa ngủ à? Mẹ ơi, con nghiên cứu cái này một lúc nữa rồi ngủ ạ. Mẹ yên tâm, con không chơi game đâu ạ. Ừ, liệu ngủ sớm mai còn đi học nha con. Mẹ ngủ trước nha. À, đây rồi. Mẹ ơi, nhanh không muộn mất. Con thấy mẹ thế nào? Wow, hôm nay mẹ đẹp thế. Thì mấy khi con trai mời đi xem biểu diễn, nhỡ gặp các bạn của con phải đẹp chứ. À vâng, đúng rồi, đi thôi mẹ. Mẹ ơi, lát mẹ phải cố gắng lên nhé, đừng phụ công con. Xin chào quý vị khán giả, chào mừng đến với chương trình Hòa Nhịp Trái Tim. Hôm nay chúng ta sẽ mở màn với một cặp đôi vô cùng đặc biệt. Xin giới thiệu chị Minh Hà, hiện là kỹ sư công ty Giải Pháp Xanh. Xin mời chị lên sân khấu. Gì thế nhỉ? Người ta có nhầm không? Sao lại là tên mẹ? Không nhầm đâu mẹ ơi, là con đăng ký đấy ạ. À, mẹ lên đi, nhanh lên mẹ. Con đùa đấy à? Lên cái gì mà lên, đi về, nhanh. Con Minh Hà đây ạ. Mẹ không đùa đâu. Con cũng nghiêm túc mà. Xin mời chị lên sân khấu ạ. Thưa quý vị, hôm nay một vị khách mời lại đi lên từ hàng ghế khán giả, chứ không phải từ cánh gà. Vì sao ạ? Vì cô ấy có lẽ vừa mới biết mình là chủ nhân của một nửa sân khấu. Và hãy cùng chào đón người đàn ông lịch lãm của chúng ta, doanh nhân Duy Sơn. Xin chào anh. Anh Sơn thân mến, động lực nào khiến anh đăng ký đến tham dự số đặc biệt này? Bạn bè thương tôi một thân một mình nên cứ động viên đến chương trình suốt. Rồi vô tình tôi đọc được bản đăng ký của chị ấy. À, đúng hơn là cậu con trai của chị ấy. Tôi thật sự bất ngờ. Trời ơi, tôi còn không biết thằng bé tự gửi bản đăng ký nữa. Thật sự tôi không có ý định đến đây để tham gia tìm một nữa. Cháu nó còn nhỏ dại, mong các anh chị thông cảm, cho tôi xin phép. Ấy, chị cứ bình tĩnh, biết đâu sau cuộc trò chuyện với anh Duy Sơn, chị sẽ thay đổi quyết định thì sao? Chị hãy tự cho mình một cơ hội chứ. Tôi xin phép chị Minh Hà một chút, chị không muốn biết nội dung bản đăng ký của cháu đặc biệt ra sao ư? Tôi... Đúng là chúng ta chưa biết gì về nhau, tôi cũng chưa sẵn sàng cho việc bước đi bước nữa. Nhưng vì bản đăng ký đó tôi đã đến. Chào Hưng, cháu ở đâu? Chào chú hả? Cháu đây. Chú không biết có đáp ứng đủ các yêu cầu của cháu không? Không biết mẹ cháu có thích chú không nữa? Nhưng chú thực sự ngưỡng mộ mẹ cháu vì có cậu con trai chín chắn, tình cảm và thương mẹ thế này. Và chắc chắn mẹ cháu cũng là một người mẹ rất tuyệt vời, mới có thể một mình nuôi dạy được cậu con trai tuyệt vời như cháu. Mẹ là người cháu yêu nhất và thương nhất, nhưng cháu còn quá nhỏ để hiểu được hết những tâm sự và nỗi buồn của mẹ. Khi không có ba bên cạnh, cháu không thể chia sẻ hết với mẹ những lúc mẹ buồn. Cháu rất mong sẽ có một người tốt làm điều đó. Cháu sẽ rất biết ơn. Con trai, chúng ta sẽ xin mẹ cháu một buổi hẹn nhé. Một bữa tối ba người. Chị thấy sao ạ? Chị Minh Hà. Chị Minh Hà đừng từ chối nhé. Nhìn ánh mắt của cậu bé dưới kia kìa. Nỗ lực lắm, bản đăng ký mới có thể vượt qua cả ngàn lá thư đó. Tôi cảm ơn sự thân thiện của anh Duy Sơn. Cảm ơn con trai đã nghĩ cho mẹ. Nhưng thực sự mẹ chỉ cần nhìn thấy con khôn lớn trưởng thành thôi. Những chuyện khác mẹ không màng đến. Còn con chỉ muốn nhìn thấy mẹ hạnh phúc như mẹ của các bạn con thôi. Con không muốn mẹ chịu đựng một mình đến già. Mẹ nói mẹ thương con, mẹ hãy vì con mà cho chú ấy một cơ hội đi. Đồng ý đi, đồng ý đi. Chị Minh Hà thân mến, tôi biết có nhiều điều khiến chị ngần ngại, nhưng hãy vì con trai của chị, người chị yêu thương nhất, cho chính mình một cơ hội. Một người mẹ tuyệt vời, xứng đáng được hạnh phúc. Có phải không quý vị?
được hạnh phúc như các bà mẹ khác. Con chỉ cần thế thôi. Nhóc con à, cảm ơn con đã nghĩ cho mẹ. Con đã trở thành một chàng trai thực sự rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.